Em xin chào tất cả các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một số cái phụ kiện trang trí tiểu cảnh các mô hình ở Việt Nam, và cụ thể ở đây đó là các mô hình ở ngoài Hà Nội. Thì lâu nay thì tất cả các dòng sản phẩm ở trên thị trường ấy, thường thường em thấy các bác là hay setup các mẫu của bên Trung Quốc. Em thấy rất ít các bác sử dụng các mô hình của Việt Nam để làm. Thì hôm nay em xin giới thiệu với các bác một số cái mô hình ở Việt Nam. Em để cái bật lửa đây cho các bác hình dung ra cái kích thước của nó nhé. Cái kích thước rất là bé thôi các bác, phù hợp với những cái mô hình trang trí setup các bình terrarium ấy, mini để bàn hoặc là trang trí trong nhà các bác. Đây là tháp rùa nha các bác. Tất cả các sản phẩm của bên em đều làm bằng chất liệu đó là bột đá và 10% nhựa poly, cho nên là cái nó rất là bền và chắc chắn. Các bác thấy ngâm nước chịu nắng mưa rất là tốt. Đây là chùa mở cột. Sản phẩm này thì em làm theo đúng tỷ lệ nha các bác. Tất nhiên là không 100% giống bên ngoài được, bởi vì là nó có là điều kiện nó không cho phép. Các sản phẩm bên em được mài rũa bằng tay rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Link bán hàng Shopee và Lazada em để dưới phần mô tả video nhé các bác. Bác nào có nhu cầu thì có thể vào và ủng hộ em. Đây là Nguyễn Văn Các ở Hà Nội đây các bác. Thì các dòng sản phẩm của em đó là đều hướng tới khách hàng, những khách hàng đó là ai cũng có thể chơi được, bởi là các sản phẩm bên em giá rẻ lắm, vài chục nghìn cho đến hơn 100.000 là có một tác phẩm để chơi thôi. Các bác nào có nhu cầu thì có thể vào trang Shopee hoặc Lazada, hoặc là các bác có thể liên hệ trực tiếp với em bên Zalo. Tất cả các đơn hàng trị giá trên 300.000 thì lâu nay em vẫn đang còn bao ship nha các bác. Ngoài những cái sản phẩm ở mô hình ngoài Hà Nội, ở Việt Nam này em có các sản phẩm được làm bằng bột đá, các mô hình ở bên Trung Quốc nha các bác, từ Cấm Thành hoặc là các chùa. Tất cả các dòng sản phẩm ở bên em đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha các bác. Tất cả các đơn hàng bên em luôn có dịch vụ đó là một đối một, nếu các bác không ưng ý hoặc là trong quá trình sử dụng nếu nó bị có vấn đề gì, các bác đều được đổi lại nha các bác, đổi lại hoặc là trả. Ngoài những cái mô hình về nhà thì bên em có cả tượng Phật. Tất cả các loại tượng đều làm bằng chất liệu bột đá 10% poly, các bạn vẫn phù hợp cho các bác chơi tiểu cảnh và nón bộ. Cảm ơn các bác đã xem hết video nhé. Bác nào ủng hộ em thì vào link em để dưới phần mô tả nha các bác. Cảm ơn các bác, chào các bác nhé.